Lưu Diệc Phi sống độc thân cùng đàn mèo. Diễn viên gốc Hoa Lưu Diệc Phi nói thấy thoải mái, vui vẻ khi sống độc thân với hơn 10 mèo cưng. Theo Sina, phim đang phát sóng, đến nơi có gió, có một số cảnh nữ chính Lưu Diệc Phi diễn cùng thú cưng của cô. Trên trường quay, diễn viên chơi với mèo khi rảnh. Diệc Phi nổi tiếng cùng mèo, khi không công tác, cô hầu như chỉ quanh quẩn ở nhà với vật nuôi. Người đẹp 36 tuổi có khoảng 16 con mèo trong nhà. Cô cho biết thích loài vật này vì chúng tình cảm, dễ chăm sóc. Diệc Phi nói, đôi khi chúng rất giống tôi, chúng quyết định làm việc gì đó theo trực giác, rất tùy hứng và không quy củ gì cả. Số lượng mèo ở biệt thự của Lưu Diệc Phi thường thay đổi, có lúc cô nuôi hơn 40 con bị bỏ rơi. Người đẹp mang chúng đi chữa bệnh, tiêm phòng, tìm chủ mới cho chúng. Chăm sóc thú cưng là cách giúp cô giảm căng thẳng. Người đẹp cho biết khi không đi làm, cô lười biếng như các vật nuôi trong nhà, ngủ nướng, tha thần làm việc vặt. Diệc Phi nói cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi ở bên bầy mèo. Cô nhớ chúng khi công tác xa nhà. Diễn viên kín tiếng đời tư, từ khi chia tay tài tử Hàn Song Seong Hoon năm 2017, cô chưa công khai chuyện tình cảm, cũng không vướng tin đồn tình ái. Trang Sina nhận xét về sự nghiệp. Lưu Diệc Phi duy trì sức hút, độ nổi tiếng sau hơn 20 năm vào làng giải trí. Năm ngoái, người đẹp gây sốt với phim truyền hình Mộng Hoa Lục. Diệc Phi sinh ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, sang Mỹ sinh sống năm 10 tuổi. 5 năm sau, cô về Trung Quốc, đóng phim đầu tay Kim Phấn Thế Gia. Tiếp đó, cô đóng chính trong loạt phim được đầu tư lớn như Thiên Long Bát Bộ 2003, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 2005, Thần Điêu Đại Hiệp 2006, được mệnh danh Thần Tiên Tỷ Tỷ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.